À, chào bà con, quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay tiếp tục giới thiệu bà con, cùng bà con mình đi tìm hiểu những con cào cào ba mái nè bà con. Rất là độc đáo, rất là thú vị, rất là nhanh nữa. Tính được gọi như thế này thì mình không hết ý kiến ha bà con. Bây giờ tới con của anh. Con này là con cào cào ba mái mà cái đầu giang ma nè bà con chạy. Quá nhanh hả bà con, quá nhanh quá mạnh. Tiết trời quá làm sao mà không nắng luôn bà con. Bây giờ là 10:30 rồi. Hiện tại thì Cuộc Sống Miền Tây đang ở Lộc Hòa. Đây tiếp tục. Hỏi cào cào mà con. Trời xe nước luôn hả bà con, thấy ghê không? Quá đẹp luôn á. Quá dữ nha bà con, lâu lâu có dịp đi với mấy ảnh quá dữ. Đăng có anh Bằng. Đã nha bà con, có nước chạy nó láng, nhưng mà kéo đường gò thì thua.
Wow, quá đã. Không biết trời quá làm sao rồi con. Bắt đầu anh lặn qua xiết nhanh quá bà con. Con bên kia là con của anh đã sửa đầu văn ma mà con chạy cũng xé gió này thì không liệu bằng anh sáu nha, anh chạy dữ. Đúng là những nghệ sĩ trên đồng ruộng nha bà con. Cái anh Hải anh làm gì rồi, nó cứ chặt lại cái đầu cái mình nữa. Nóng quá. Nóng quá.
quá đẹp đó bà con. Nhưng mà cái này mới cái trang nó sình không, cho nên là nó nước nó lấp lại. Cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này. Bà con hãy nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận được video mới nhất. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp nha bà con. Chào bà con.